Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học CapCut Master trên máy tính. Và trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cách để chúng ta đưa cái âm thanh vào trong cái dự án của chúng ta. Thì các bạn nhấn vào bên cạnh cái chỗ Media, nó chính là phần Audio đây. Và ở đây các bạn nhìn này, ở đây nó có hai phần. Một phần là phần Music, hai là phần Sound Effect. Thì vì phần Music này là cái công cụ rất là mạnh. Nói chung là ở trong cái phần mềm này, cái đoạn âm thanh này là đoạn rất là mạnh, chúng ta đã có sẵn rất là nhiều cái những cái file âm thanh rất hay. Ví dụ đây, mình sẽ vào đây. Đấy, bạn nghe thử. Đấy. Rồi, các bạn có thể lựa chọn theo cái chủ đề mình mong muốn nhé. Thì đây là phần âm thanh này, còn đây là cái phần hiệu ứng của nó này, rất nhiều hiệu ứng này, cười to này. Rồi, rất hay các bạn nhé, rất là nhiều thứ này, thức ăn này. Đó, thì trước đây khi các bạn làm ở chỗ khác ấy, thì các bạn cần phải đi tìm những cái file này. Và bây giờ thì ở trong này đã tích hợp sẵn rồi, các bạn sẽ dễ dàng có thể tìm ra được rất nhiều cái hay. Đó, thì khi các bạn đã ưng cái nào rồi thì các bạn sẽ nhấn vào nút cộng này để đưa nó vào. Đó, các bạn thấy phần dưới đã đưa vào. Và những cái này là những cái chưa được download đâu, cho nên là chúng ta cần phải chỉ download trước khi mà chúng ta dùng. Đó, thì đây là chính là phần cái hiệu ứng. Thì đây là hai cái Music và Sound Effect này thì nó có sẵn ở trong cái phần mềm CapCut rồi. Thì nếu như bây giờ các bạn có muốn đưa một cái file âm thanh từ ngoài vào thì các bạn làm nào? Thì các bạn nhấn vào Extracted Audio, sau đó các bạn nhấn vào Import, và ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái file rồi. Các bạn đây, ai trong tình được mãi. Đây mình sẽ nghe nhé, nghe thử. Đó, nếu mà bạn ưng thì các bạn nhấn vào nút cộng này. Rồi, ok. Vậy là việc đưa âm thanh từ phía ngoài vào rất đơn giản, cũng như là chúng ta sử dụng những cái mà âm thanh ở trong cái phần mềm CapCut này thì chúng ta đã có thể làm video rất là hoàn hảo rồi. Tuy nhiên có một cái phần nữa là phần dưới cùng là phần TikTok này. Ở đây là cái nơi các bạn có thể kết nối với cái tài khoản TikTok của các bạn nhé. Và sau khi các bạn kết nối xong rồi thì tất cả những cái âm thanh mà các bạn lưu vào trong cái phần mà yêu thích ấy, cái phần yêu thích thì nó sẽ được liệt kê ra đây. Và để mà làm được cái điều đó thì các bạn cần phải kết nối với cả TikTok của mình, thì các bạn nhấn vào đây. Sau đó một cái cửa sổ nó bật ra. Và ở đây mình đã có sẵn một cái tài khoản rồi. Nếu như bạn chưa thì các bạn đăng nhập vào, sau đó ấn Authorize. Rồi ngay lập tức nó đã được kết nối vào. Và tất cả những cái mà cái file âm thanh mà mình thích mình đã lưu rồi thì nó sẽ hiện ra hết ở đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã biết cách để lấy cái âm thanh ở trong cái CapCut này, cũng như những hiệu ứng âm thanh. Rồi là thêm nữa là gì, những cái file âm thanh mà chúng ta muốn đưa vào trong này. Và nếu muốn đưa tiếp thì các bạn nhấn vào Import nhé. Rồi chúng ta cũng biết cách kết nối với TikTok để lấy ra được những cái file âm thanh mà chúng ta đã lưu lại ở trong cái tài khoản của chúng ta. Và video ngắn này mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.